anh Cường, anh Hạnh chuẩn bị. Sao anh Hạnh sẽ lại Hoàng Dũng? Anh Hạnh đâu rồi? Về rồi. Nghe Hạnh về rồi là tới Hoàng Dũng nha. Tôi mới thấy anh đó mà. Bài hát này là một cái tưởng niệm cho anh Đốc Thị Yêu. Xin mời quý vị nghe bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Buổi nào hoa kiếp thân tôi để một mái hiên hình hai lớn dài. Ôi các người tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp trăng trời. Và buổi nào hoa kiếp thân tôi để một mái tôi là cả người. Ôi các người đẹp ngoài, tiền đồng nào có Sanova 44 hay hơn.